Sau hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Hôm nay em đã có một cái chiếc máy rửa bát Nationa khá là đẹp, một con 60SS6 nhé, có khử khuẩn bằng tia cực tím. Ở cái giai đoạn đầu khi trong quá trình đun nước ấy, thì nó sẽ có khử khuẩn tia cực tím. Em sẽ quay xong rồi tí em sẽ test lại cho các bác xem có khử khuẩn tia cực tím. Con này hình thức còn khá là ổn luôn, kính trong suốt này, mặt viền này vẫn nguyên bản còn khá đẹp, bảng điều khiển còn rất là đẹp. Nói chung là một con máy trong cái tầm em đánh giá đối với Nationa S6 thì nó là cũng đồ loại khá đấy ạ. Khá các bạn nhé. Phần lưng thì inox mọi thứ đây ok ngon lành. Lưng inox rất là phẳng, phiu. Con này thì thường nó lâu là cái nhũ này nó hay bị bay màu đi. Đây các bạn nhìn máy đang phun nhé. Đấy, nước nóng bỏng 80 độ C luôn. Bỏng nghi ngút, bỏng tay luôn ạ. Đây, trong nội thất còn rất là sạch sẽ mới nhé, gioăng chỉ đẹp. Gioăng chỉ đây, mười mấy năm rồi mà gioăng còn rất là đẹp ạ. Nationa S6, phải nói là một con máy cũng còn rất là ok, đẹp. Các phân tay cửa các bác nhìn thì vẫn còn rất là mới nhé, sạch sẽ mới này. Đây, còn rất là mới đẹp luôn. Đây, một con vòm Anana S6 có khử khuẩn tia cực tím. Trên bảng điều khiển thì cũng đầy đủ các tính năng, các chế độ rửa như rửa tiêu chuẩn, rửa mạnh, rửa nhẹ, rửa nhanh. Đấy, rửa với nước nguội. Có chế độ sấy riêng biệt, có thời gian sấy, chặn bát, khô bát đũa này, có hẹn giờ. Đầy đủ. Đây bây giờ em sẽ tắt đi này. Bật lại nguồn. Trong quá trình cấp nước đầu tiên thì nó sẽ phóng đèn cực tím ở đây để khử khuẩn. Em quay cái giai đoạn đấy thì nó quá mất rồi. Giờ setup nguồn đi và bật lại thử cho các bác xem. Sau khi nó cấp nước vào đầy đủ, cấp nước vào đầy đủ nhé, thì nó sẽ phóng tia cực tím. Con này thì em bán với cái giá là 3,5 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đây các bác nhìn này, nhận đèn cực tím sáng rồi nhé. Ở giai đoạn cấp nước đầu tiên này, đây nó cấp nước vào rồi đây. Đây bắt đầu đèn này là đèn gọi là đèn nháy đang đun nước, khử khuẩn sương mù cộng với kết hợp tia cực tím. Mỗi mẫu này có nhá, duy nhất mẫu này có, em đẩy số 1 này, có một chiếc duy nhất này đẹp thôi. Giá 3,5 triệu, chưa phí vận chuyển, chưa có đồ nguồn. Các bác nào lấy các bác liên hệ nhá. Xin chào các bác.